Thưa quý vị, chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 6 với chủ đề Cải cách hành chính trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn thành phố vừa diễn ra vào sáng hôm nay. Chương trình do Hội đồng nhân dân thành phố và Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện dưới sự điều hành của ông Phạm Đức Hải, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban ngành quận huyện, các đơn vị chuyên ngành liên quan và cử tri của thành phố. Trong năm 2016 và quý 1 năm 2017, các đội quản lý thị trường thành phố đã thực hiện kiểm tra chuyên ngành và tham gia liên ngành với tổng số 17.326, trong đó có 10.075 vụ vi phạm. Riêng kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong kiểm tra chuyên ngành trong năm 2016, quản lý thị trường thành phố đã nộp vào ngân sách nhà nước gần 134 tỷ đồng tiền phạt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2015. Đã tiêu hủy số lượng hàng hóa vi phạm có giá trị hơn 40 tỷ đồng, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố, quận huyện 27 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, sản xuất buôn hàng giả với giá trị hàng hóa vi phạm khoảng hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, thủ tục hành chính về kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm về quản lý thị trường vẫn còn bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, gây lo lắng cho người tiêu dùng. Với cái lực lượng quản lý trường thành phố hiện nay chỉ có hơn 500 người, mà cái địa bàn của thành phố thì khá rộng, là với hơn là tập trung nhiều doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố, thì cái việc đáp ứng yêu cầu vẫn còn những cái hạn chế. Người tiêu dùng hiện nay thật sự không thể nào biết được là cái nguồn thực phẩm tại các chợ mà chúng ta mua hàng ngày có an toàn hay không. Thì chính vì vậy mà tôi cũng đặt ra vấn đề có liên quan đến việc là công tác phối hợp, trao đổi cũng như kiểm tra, kiểm soát xử lý của các ngành chức năng trong thời gian tới sẽ như thế nào để đảm bảo làm sao mà cái nguồn thực phẩm từ các chợ sẽ ngày càng an toàn hơn. Từ thực trạng và các kiến nghị của các đại biểu, doanh nghiệp, cử tri, nhiều giải pháp giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm trên lĩnh vực quản lý thị trường, đảm bảo việc kiểm tra, kiểm soát không gây phiền hà, trở ngại cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các ngành sản xuất, thị trường và người tiêu dùng, cũng đã được các đơn vị sở ngành liên quan đề ra một cách cụ thể tại chương trình. An toàn thực phẩm thì luôn luôn là một cái vấn đề hết sức là nóng. Cái thứ nhất, đứng về mặt vĩ mô, chúng ta phải giải quyết cái vấn đề là buôn bán nhập nhằng giữa cái phụ gia công nghiệp và cái phụ gia thực phẩm. Đối với các cái cơ sở chợ truyền thống thì các quận huyện cũng cho ký cam kết với các hộ tiểu thương. Nhưng mà cam kết là cái tự nguyện. Còn cơ quan quản lý nhà nước thì phải có biện pháp kiểm tra. Chúng tôi sẽ tăng cường cái việc là có những cái kiểm tra, những cái test nhanh để mà người ta tâm phục khẩu phục. Thông qua các vấn đề và giải pháp này, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố đã có những chỉ đạo trực tiếp về công tác chấn chỉnh trong thời gian tới. Các doanh nghiệp đó mà có cái mặt hàng bị làm giả phải phối hợp để mình đấu tranh với cái việc này. Doanh nghiệp, doanh nhân phải làm ăn đứng đắn, làm ăn đàng hoàng, làm ăn có trách nhiệm, kinh doanh sản xuất buôn bán. Bởi vì anh Kiếm anh nói lực lượng của anh như vậy mà anh cứ làm gian làm giả thì làm sao mà kiểm soát nổi. Trong cái quá trình quản lý của ủy ban, quản lý nhà nước, bây giờ mình thành lập ra một cái cơ quan quản lý thị trường mà bây giờ sản xuất hàng gian, hàng giả, người dân biết, báo chí biết, đưa lên công luận được. Quản lý thị trường nói rằng quản lý thị trường không đủ năng lực để làm cái chuyện đó do lực lượng ít. Cái vấn đề xử lý cách thức có kịp thời hay không, có bao che hay không, có khi là cũng có bao che. Và cái trách nhiệm này đó, cái thiếu sót này đó, Ủy ban nhân thành phố ghi nhận và sẽ có phương pháp chỉ đạo phối hợp làm sao đó để làm cho cái ngành quản lý thị trường nó tốt lên. Như là xem lại cái lực lượng, áp dụng công nghệ thông tin cho anh em làm việc, như là trao đổi nghiệp vụ và công tác phối hợp với các ngành, các cấp. Quản lý thị trường của chúng ta đó phải phối hợp tốt hơn nữa đối với lại các cơ quan chức năng, đặc biệt là với chính quyền địa phương. Mặt trận Tổ quốc là một ví dụ, khu phố là một ví dụ, công an khu vực là một ví dụ. Để làm sao có một cái mạng lưới như thế để tạo được cái niềm tin của người dân. Người ta tin mình, người ta báo với mình. Việc thứ hai là phải cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn nữa. Và vấn đề thứ ba tôi nghĩ là rất quan trọng, đó là phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của chính đội ngũ cán bộ công chức quản lý thị trường. Sau khi mà mình nhận thông tin, mình tiếp nhận. Chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 7 năm 2017 sẽ bàn về chủ đề dự án nhà ở chung cư, quyền lợi người dân, thực trạng và giải pháp.
Quý vị khán giả có thể tham gia chương trình qua các số điện thoại 0839100610 và 3910060 để gửi các ý kiến và đóng góp cho chương trình. Hỗ trợ tích cực anh kia ơi. Hoàng quá.